Nghe để không trở thành kẻ đáng ghét. Một, đừng chê bai thứ mà ai đó thích ngay trước mặt họ, đặc biệt là idol. Hai, có thể cười nhạo bạn bè, nhưng đừng cười nhạo thứ mà người ấy thích. Ba, mình có thể bao trầu cà phê 100 nghìn, bữa ăn vài trăm nghìn, nhưng nợ 10 nghìn nhất định phải trả. Bốn, mượn đồ của người khác nhất định phải trả lại. Năm, mình không thích ăn gì đó cũng đừng nói gớm, sẽ có người ăn thứ bạn không thích, tôn trọng đến từ cả hai phía. 6. Cả hai bên cùng vui vẻ mới gọi là đùa, ngược lại thì là bắt nạt. 7. Lúc bạn cùng phòng nghỉ ngơi đừng lớn tiếng làm ồn. Đây chỉ là gia giáo cơ bản thôi, thế mà đầy người không làm được. 8. Người ta có thể tự chê bản thân, nhưng bạn đừng bao giờ hùa theo. 9. Lúc người khác kể với bạn một chuyện gì đó, cho dù không hứng thú cũng hỏi mấy câu, nhưng đừng hỏi kiểu ghê vậy cơ à, hay nhỉ, cụt hứng. 10. Học cách từ chối có nhiều lúc làm người tốt mãi lại chẳng được hoan nghênh. 11. Khó khăn thế nào đi nữa, lúc đưa ra yêu cầu với đối phương cũng phải tôn trọng họ. 12.1 Khi đã nói ra bí mật với người thứ hai, bạn phải nghĩ có ngày đó sẽ đến tai một người khác. 13. Bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, đồng nghiệp, bạn bè là bốn kiểu người khác nhau. 14. Lúc trèo lên cao hãy đối xử tốt với mọi người một chút, bởi lúc bạn xuống dốc cũng gặp lại bọn họ mà. 15. Khi mà bạn cảm thấy người khác có được thứ mà bạn không có đừng ghen tị, bởi người ta cố gắng mới đạt được. 16. Đừng bao giờ nói xấu sau lưng ai đó, bởi bạn cũng chẳng biết cuối cùng sẽ thành phiên bản nào khi đến tai họ.